Anh ơi, đây là hợp đồng bán nhà. Anh đọc qua rồi anh ký giúp em ạ. Rồi ạ. Vậy là hợp đồng bán nhà đã xong rồi ạ. Từ giờ đến cuối tuần, anh chị cố gắng thu xếp giúp em để em cho người thuê ạ. Thôi, em xin phép em về đấy ạ. Anh chị nghỉ ngơi ạ. Về nhá. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Rồi vợ chồng mình cứ cố gắng. Chỉ cần mình quyết tâm là được ngay thôi mà. Đúng là tiền nào của nấy. Thật đấy. Tâm hợp với mình thật đấy. Ôi giời. Ôi giời. Anh về rồi à? Xe máy anh mới mua đẹp không? Chồng đi làm về mệt, trao hay thăm câu nào cũng vây chả vọng. Ngày nào anh chả đi làm sáng xong rồi trưa lại về, chiều lại đi. Có cái gì đâu mà phải hỏi. Đây này, đấy. Chồng dán tay này này. Đấy mà vây vóc. Anh bị làm sao đấy? Nãy cắt gạch ở đây nó sắc quá, cứa vào như thế nào. Ui giời ơi, anh phải cẩn thận chứ. Mang tiếng làm thợ bao nhiêu lâu rồi mà vẫn để bị như thế. Đừng hỏi. Hỏi đổ thêm bực. Anh buồn cười thật đấy. Hỏi thì lại bảo tức. Mà bây giờ không lo lại bảo là vô tâm. Lắm chuyện. Mà anh còn chửi em là tự dưng tại sao lại vung tiền đi mua cái váy này. Nhà điều kiện có ai nào mà cứ đua đòi về sĩ diện à? Thì sắp tới ăn cưới em ở dưới quê. Bây giờ em cũng phải có cái váy để diện chứ. Cái váy nó đáng bao nhiêu tiền đâu mà anh cũng phải tính toán nhở. Nó một thô một cục. Còn nhà linh tính nhà quan. Đấy. Cứ vung tiền đi, đến lúc cần dụng chả có đâu. Nói chuyện với anh ý, thà tôi nói chuyện với cục đất còn hơn. Bây giờ làm không hưởng thì làm cái gì? Hưởng á? Hả? Hưởng cái gì? Em nhìn hoàn cảnh nhà mình như này đáng để hưởng mới nghỉ ngơi à? Hả? Thế nhưng mà em chỉ mua một cái váy thôi. Nó không đáng bao nhiêu cả. Ôi, khổ cái tân tôi cũng khổ không chịu được, nói bao lần không chịu hiểu. Hai vợ chồng đã phải xa xứ đi đất khách quê người. Kiếm một đồng tiền nó khó khăn, biết tiết kiệm lúc cần dùng chứ. Thế ý của anh là đám cưới của em gái tôi thì không cần dùng chứ gì? Thôi được rồi, tùy anh. Đến cái ngày hôm đấy nhá, anh thích về thì về, không về thì thôi. Nói ngang bỏ mẹ. Con cái bây giờ đã gửi ông bà trông hộ rồi. Kiếm một đồng nào ấy là phải tích cóp. Cứ vung ra lúc cần dùng chả có đâu. Mà em mua cái váy này xem một tháng dùng bao lần. Thế có phải là dùng một lần xong bỏ đâu. Lúc nào cần vẫn dùng tiếp còn gì. Đi xuống dọn cơm lên tôi ăn cơm đi làm. Cổ không chịu được. Cầm cái váy xuống mà nấu cơm. Cổ không chịu được cái tâm tôi nó khổ thế này. Trời ơi. Cái váy phải lấy nó khổ. Mấy em chả vóc đói bỏ xử. Này, dậy mà đi làm đi. Đến giờ ấy làm còn nằm ườn ra đấy. Này mệt quá, cháu xin nghỉ. Thế bị làm sao để tôi đi mua thuốc cho? Thôi, thuốc thảo tốn tiền. Chắc cúm nhẹ nhẹ. Bà đã gửi tiền cho con chưa? Rồi. Gửi bao nhiêu? 1,5 triệu. Cái gì? 1,5 triệu á? Thế tiền tiết kiệm hai vợ chồng đâu hết rồi? Thì em đi đám cưới cái đứa em. Mất mấy triệu rồi. Ai rồi? Khổ cốc cái chi gì rồi, tôi nói có bao nhiêu lần rồi. Lo cho cái sĩ diện tháo của cô, bây giờ tiền ăn cho con không có. Khổ cái tân tôi không còn não à. Em xin lỗi. Xin lỗi. Tôi đã bảo có bao lần rồi. Mình ở hoàn cảnh nào phải theo hoàn cảnh đấy mà cô không nghe tôi. Khổ không chịu được sống thế này thì tôi chết đi.
Rồi ui rồi. Thì tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn như nào nữa? Rồi ui, tôi khổ với cô quá. Chết đi cho xong rồi, rồi ui. Bảo bao lần rồi, lo chi cho não của mình ấy. Mà con không có mà ăn. Rồi anh nằm xuống nghỉ ngơi rồi tôi đi mua thuốc cho. Thuốc tàng thì tôi để tôi chết tôi đi còn hơn, tôi sống này tôi nhục không chịu được. Anh không phải cuống lên, rồi tôi sẽ xoay tiền gửi thêm về cho ông bà. Thì làm gì thì cô làm. Khổ lắm cơ. Rồi, rồi, rồi. Khổ. Tên, loạn lên. Mở với con, này, trời ơi. Em bị đấy à? Anh này, hôm qua ấy, đúng là em đã sai với anh. Em nổi nóng, cho em xin lỗi nhá. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Mày nay không đi làm à? Đi đâu phải ăn mặc diện này? À, lát nữa em đi uống cà phê với cả cái Phương Anh ngày xưa học cùng cấp 3 ấy. Rồi. Tháng này em đã nghỉ 4 ngày đi về anh cưới em rồi. Bây giờ lại nghỉ thêm ngày nữa thì lương tháng này được bao nhiêu? Đấy, biết ngay kiểu gia trưởng của anh mà. Nói chuyện được vài câu lại bắt đầu kiếm chuyện gây sự. Thế bây giờ anh có bạn tôi không được có bạn à? Ý anh cũng phải như thế. Nhưng em có thể đi làm. Xong rồi về gặp nhau tối cũng được, qua không gọi điện cho nhau cũng được chứ sao đâu. À, tối nó còn chuyện chồng con nó chứ. Thời gian đâu rồi mà còn ngồi với nhau nữa. Mà anh nên nhớ nhá, cái Phương Anh ý, nó là vợ của sếp anh. Tôi đi với nó thì có gì tôi còn nhờ nó bảo chồng nó tăng lương cho anh chứ. Trời ơi, mình làm ăn ngay thẳng thì phải nhờ đếch bố con thằng nào. Đã nghèo rồi lại còn sĩ. Nhờ nó châm trước một tí thì làm sao có gì to tát. Nói cũng ngang bỏ xử. Tôi thích đi đâu, đi làm gì làm cũng mệt. Không nói với cô, nói để cãi nhau. Vâng, anh biết được như thế thì tốt quá. Tôi đi. Thằng này không tốt thì chả ai tốt hơn đâu. Thế dạo này vợ chồng cậu sống ổn không? Chán lắm, cứ phải ăn chắc để dành từng tí một thôi. Mà chồng tớ bây giờ cũng thay tính đổi nét rồi. Ngày xưa mua cái gì về cũng khen lấy khen để. Bây giờ mua cái váy cũng cằn nhằn mãi. Này, thì cậu cũng phải biết thông cảm cho anh Hải chứ. Anh ấy làm việc ở ngoài công trường kia kìa. Nắng mưa thì đổ hết lên đầu. Và lại còn làm việc trên cái giàn giáo cao thế kia. Nhìn tôi đã sợ rồi, nguy hiểm lắm chứ bộ. Ui giời ơi, chồng tớ làm quen rồi, lo gì nữa. Này, cậu có thương chồng cậu không? Tớ nói đến như vậy mà cậu vẫn không hiểu à? Mà chồng tớ làm bao lâu nay có vấn đề gì đâu. Hơn nữa ý, có cả đồ bảo hộ, lo cái gì? Tớ thật là không hiểu nổi cậu ấy. Đồ bảo hộ, nhưng mà có vấn đề gì xảy ra thì cái đồ bảo hộ nào mà đỡ cho được? Chả mấy khi được ngồi với nhau, cậu có thể nói chuyện này lúc khác mà. Mất cả vui ra. Vui vẻ cái gì? Anh Hải nhà cậu ấy là đàng hoàng lắm đấy, có chí lắm đấy. Chứ mà như người đàn ông khác á, là người ta bỏ lâu rồi. Cậu không biết mà trân trọng anh ấy đi. Trời đấy. Thôi, tôi có việc phải đi đây. Cậu ngồi đấy mà suy nghĩ lại, xem những gì ta nói xem có đúng hay không. Phương Anh. Alo, ai đấy ạ? Cô phải vợ anh Hải không? Vâng, là tôi đây ạ. Cô, tôi báo cho cô thông tin này. Anh Hải nhà cô bị ngã giáo. Chúng tôi đã đưa anh ấy đến viện rồi nhưng mà tình trạng nguy kịch lắm đấy. Tôi gửi địa chỉ của anh ấy cho cô nhá. Cô đến ngay đi. Vâng, vâng, tôi đến ngay đây ạ. Ừ, ok. Cháo đi thì còn uống thuốc nữa. Thế này thì còn ăn uống cái gì nữa. Giờ tôi uống gã tôi chết luôn đi lại còn tật ở thế này. Thôi, em van anh. Lỗi là do em hết. Anh mau ăn đi cho đỡ xót ruột. Này thì ăn này. Cút đi. Cút. Anh ơi, em van anh.
này, anh đánh em đi, anh đánh em đi. Anh muốn làm gì em cũng được, nhưng em xin anh đừng như thế nữa. Em nhìn anh như này em đau lòng lắm. Đau lòng hả? Cô biết đau lòng, cô biết đau lòng ấy, thì tôi đã không phải khổ nông nỗi này. Rồi giờ tôi khổ đây, tôi cũng chết luôn đi, em tàn tật thế này. Em bạn anh, anh ơi, em sai rồi. Em bạn anh, anh ơi, em sai rồi. Khổ thế này. Anh, em mới xương nấu cháo, anh mau ăn đi cho lại sức nhá. Tiền đâu mà mua xương? Em bán cái váy với giá rẻ rồi anh ạ. Anh ăn đi. Anh yên tâm, đợt này em làm thêm nên là cũng kiếm một chút ít. Thì tôi tự ăn. Sao đỡ hộ cho không, anh cũng chẳng biết làm thế nào cả. Thế là mất to buổi làm hả anh? Trời ơi, cứ nghỉ cho khỏe hẳn thì đã, làm sau. Từ bây giờ em ăn uống cho đàng hoàng vào, động tí ấy, mì tôm thế đấy, sức đâu ra mà làm. Nếu mà như thế thì anh sẽ không có đủ chất để uống thuốc mất. Thuốc thì nặng. Rồi à? Để em đỡ anh nhá. Lại đi ngồi. Anh có mỏi lắm không? Sao? Anh chịu được. Mà anh tập đi lúc nào mà em không biết thế? Những lúc em đi làm ấy, ở nhà là hay bám vào bờ tường này để tập đi này. Dần dần mấy hôm là thành quen, xong rồi cố gắng thôi. Thế thì từ bây giờ để em tập đi cùng anh nhá. Mong sao nhanh khỏi còn đi làm. Ở nhà này bí bách quá. Từ từ đó, từ từ. Cẩn thận nha. Ôi, đây, ra rồi, ra đây ngồi. Nhìn, đã.
Ủa tự nhiên giật đau quá. Cứ từ từ. Không chịu ở đây. Thử lần nữa. Anh cứ nhẹ nhàng thôi. Một, hai. Một, hai. Đánh thử ấy mà. Cẩn thận nhá. Rồi, bỏ ra. Anh đi được rồi này. Cứ từ từ thôi. Anh đi được rồi. Đâu đấy? Từ từ, sắp đến rồi. Lâu đấy, mãi chả đến gì cả. Đến rồi đây này. Ta-da! Đẹp không? Hợp lý không? Đợi anh một tí. Đây. Đây là nhà mình hả anh? Đâu ra mà nhiều tiền đấy? Anh đã rút tiền tiết kiệm vợ chồng mình đấy. Anh rút tiền tiết kiệm như thế, đến lúc cần thì tính sao? Em cứ lo xa nhở. Bây giờ ấy, anh đã được tăng chức, lương cũng được tăng rồi, thì ít nhất vợ chồng mình phải có một căn nhà để mà đón đứa con đi ở cùng chứ. Vào xem thử nhá. Nhìn này. Rồi, gấu bông này, gấu bông chủ cũ đây.